chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Râu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục điểm tin công nghệ trong ngày, được phát sóng vào 8 giờ sáng các ngày trong tuần. Và bây giờ sẽ là tin tức đầu tiên. Ruột của iPhone 8 có thể dùng được cho iPhone SE 2020. Như vậy là chiếc iPhone có mức giá rẻ nhất của Apple cũng đã được ra mắt, và chúng ta đã phải mất 4 năm để có thể thấy được phiên bản này kể từ khi thế hệ iPhone SE đầu tiên ra mắt vào năm 2016. Tuy nhiên, để có một mức giá rẻ như vậy, gã khổng lồ công nghệ Cupertino gần như đã tận dụng các thành phần linh kiện của iPhone 8 đã được ra mắt vào năm 2017. Một teardown video trên YouTube đã chứng minh được điều này khi đã thay thế các linh kiện bên trong chiếc iPhone SE 2020 bằng linh kiện của iPhone 8, và kết quả là nó vẫn hoạt động bình thường. Apple được biết đến với nhiều thứ, nhưng riêng sản phẩm giá rẻ là không nằm trong số này. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi từ iPad thế hệ thứ 7 và iPhone 11 có một mức giá dễ tiếp cận hơn từ năm ngoái. Giờ đây, công ty thậm chí còn hạ gục các OEM Android khác bằng cách tung ra iPhone SE 2020 với mức giá khoảng $399, nhưng lại được trang bị chipset A13 hàng đầu của mình. Các thành phần linh kiện bên trong được nâng cấp trên chiếc iPhone SE 2020 này chỉ có chip, camera phía sau và đầu nối pin. Trong khi đó, các thành phần còn lại giống hệt với các thành phần đã được sử dụng trên iPhone 8. Video trên đã chứng minh được điều này khi hoán đổi bộ mặt chủ của iPhone SE 2020 với một chiếc iPhone 8. Bằng cách đó, chiếc điện thoại vẫn khởi động lên bình thường và hầu hết mọi thứ đều hoạt động, bao gồm màn hình, loa, động cơ haptic và camera trước. Riêng chỉ có camera chính ở phía sau là không hoạt động, vì nó có thể là một module khác với module được sử dụng trên iPhone 8 và cũng rất có thể là từ iPhone XR. Điều này đã giúp cho Apple có thể tận dụng được lô hàng đã tồn kho trước đó của iPhone 8, cũng như đã cắt giảm rất nhiều chi phí trong khâu sản xuất, giúp cho công ty có thể vượt qua được trong thời điểm cực kỳ khó khăn như thế này. Tin tức thứ hai sẽ có trong ngày: thông số kỹ thuật của LG Velvet bị rò rỉ. Điện thoại thông minh được xem như là thú vị nhất của LG trong khoảng thời gian vừa qua sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 5. LG Velvet là một sản phẩm đầu tiên trong dòng thiết bị tầm trung có nhiệm vụ thay thế cho dòng G hiện đã không còn tồn tại. LG đã tung teaser về chiếc điện thoại này, bao gồm cả việc nó sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 765G, hỗ trợ 5G. Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ được biết thêm những thông số kỹ thuật đầy đủ đã được rò rỉ mới đây. LG Velvet được cho là sẽ có camera chính với độ phân giải là 48MP ở phía sau và hỗ trợ chống rung quang học. Camera góc rộng có độ phân giải là 80MP và cảm biến đo chiều sâu trường ảnh là 50MP. Cảm biến được sử dụng cho camera chính được đồng đại là Samsung ASUS Prime GM2. Ở mặt trước sẽ là một màn hình với dạng giọt nước và ở trung tâm sẽ là vị trí của camera selfie có độ phân giải là 16MP. Ngoài ra, chiếc LG Velvet này cũng sẽ có một cảm biến vân tay được đặt bên trong màn hình. Chiếc điện thoại này sẽ có RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, hỗ trợ khe cắm thay nhớ ngoài, loa âm thanh nổi được tích hợp. Và LG Velvet sẽ còn đạt tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi IP68, cũng như đạt được độ bền chuẩn quân đội Mỹ STD810G. Để chống chịu va đập, áp suất, nhiệt độ và có trọng lượng khoảng 180g. Viên pin đi kèm sẽ có dung lượng là 4300mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây cũng như là không dây. LG Velvet sẽ được bán ra tại Hàn Quốc với 4 màu cơ bản: Aurora White, Aurora Green, Aurora Grey và Illusion Sunset. Nó sẽ được bán lẻ tại quê nhà với mức giá khoảng $730. Đây là một mức giá khá đắt cho một sản phẩm tầm trung chỉ chiếc Snapdragon 765G. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.